Vâng, lời đầu tiên thì em xin gửi lời chào tới giảng viên của chúng ta là bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Đăng Khoa và toàn thể học viên của lớp học cùng chuyên gia số 31. Thì em xin tự giới thiệu, em tên là Đặng Văn Đồng, phụ trách kinh doanh của công ty Hải Minh tại khu vực Hà Nội. Thì sau đây em xin phép được chia sẻ sau đột quỵ liên quan tới cái bài giảng của thầy Khoa ngày hôm nay. Thì đầu tiên em xin phép được giới thiệu tới em máy điện xung cầm tay model là M6300 của nhà sản xuất Everyway Medical xuất xứ của Đài Loan. Thì là máy sử dụng với hai kênh, có thể điều chỉnh độc lập cường độ giữa hai kênh, và thiết bị có thiết kế rất là nhỏ gọn, dùng pin, thuận tiện mang tới điều trị tại giường. Sử dụng điện cực giãn, dễ dàng lắp đặt và sử dụng dòng điện kích thích EMS và cái dòng TEN là phù hợp cho việc duy trì trương lực cơ và tăng cường cơ lực và giảm đau. Tiếp theo đó là máy kích thích điện tần số thấp với điện cực dạng bao cuốn model GTEP xuất xứ của Hermeion xuất xứ của Nhật Bản. Với tính năng ưu điểm của sản phẩm như là thiết bị điều trị tần số thấp, kích thích với dòng điện EMS duy nhất và duy trì trương lực cơ và tăng cường các nhóm cơ. Sử dụng 5 điện cực dạng bao cuốn giúp cho việc dễ dàng thao tác. Sử dụng thiết bị là không gây đau, diện tích tiếp xúc lớn. Khi sử dụng thì hầu hết toàn bộ các nhóm cơ đều được tác động và tập luyện từ thắt lưng xuống toàn bộ chi dưới, chẳng hạn như là đùi, cẳng chân, cơ mông, cơ quanh xương chậu. Thiết bị có khả năng vận động các cơ trong phạm vi rộng cùng một lúc để rèn luyện sức mạnh và tập aerobic thay cho các vận động tự phát, phù hợp cho bệnh nhân không thường xuyên hoặc là không có khả năng vận động. Một số các nguyên nhân do như tuổi cao, bệnh nhân lười vận động, bệnh nhân sau phẫu thuật chỉnh hình và các bệnh như là rối loạn hô hấp về tim mạch, vân vân. Và thiết bị thì rất là phù hợp cho các khoa như là phục hồi chức năng, lão khoa, trong phòng hồi sức cấp cứu ICU, thận nhân tạo. Tiếp theo là thiết bị về găng tay robot tập phục hồi chức năng về bàn tay và ngón tay, model là C12 xuất xứ của Trung Quốc. Với tính năng ưu điểm của sản phẩm là một cái phương pháp áp dụng trong việc phục hồi chức năng vận động bàn tay cho bệnh nhân sau đột quỵ. Với sự trợ giúp của găng tay phục hồi chức năng thì bên tay khỏe sẽ có thể hỗ trợ điều khiển bên tay bệnh di chuyển được đồng bộ, kích hoạt các tế bào và thần kinh, thúc đẩy sự phục hồi của não bộ và gia tăng tốc độ phục hồi của chức năng bàn tay, giúp cho việc phục hồi nhanh và tăng cường các hoạt động của vỏ não chi phối vận động bên tay liệt. Đây là phương pháp được chứng minh là có hiệu quả rõ rệt và cải thiện chức năng vận động của bàn tay. Thiết bị có thể tập đồng thời các ngón tay hoặc là tập luyện cho từng ngón tay. Trong quá trình tập luyện thì có thể cầm nắm được các vật như là bóng tập, cốc nước hoặc là các vật dụng khác. Trong quá trình tập thì giúp bệnh nhân cảm giác là rất là thú vị và không bị nhàm chán. Tiếp theo là hệ thống tập thực tế ảo, model là Evo của hãng sản xuất là Kamea xuất xứ của Ý. Với tính năng ưu điểm của hệ thống phục hồi chức năng thực tế ảo có hệ sinh thái thực tế ảo rất là thân thiện và đã được kiểm chứng lâm sàng trong lĩnh vực về phục hồi chức năng. Mọi thao tác điều hành thực hiện thông qua các màn hình cảm ứng và hệ thống duyệt trực quan hiển thị rất nhiều các module phục hồi chức năng khác nhau. Hệ thống có lựa chọn từ 2 tới 15 module ứng dụng trong điều trị. Các module như là thiết bị tập vận động, tập nhận thức, tập phát âm, tập nói, tập tay, cổ tay, tập thực tế ảo nhập vai và tập phục hồi chức năng tim phổi. Thiết bị có thể tương tác trực tuyến với bệnh nhân theo thời gian thực. Trong quá trình tập thì bệnh nhân được kích thích đa giác quan giúp cho cải thiện và tăng cường hoạt động của vỏ não.
giúp giảm căng thẳng, tăng khả năng tập trung. Hệ thống tập huấn luyện dáng đi có khung treo với hãng sản xuất của Runner xuất xứ của Ý, với tính năng là hệ thống kết hợp giữa cái máy đi bộ và hệ thống khung giá đỡ có khung treo giúp cho bệnh nhân chống ngã và có thể chịu lực trọng tải lên tới 240 kg, động cơ thì rất là mạnh mẽ lên tới 7 HP, màn hình điều khiển cảm ứng 10.1 inch, có thể ghi các chỉ số tim mạch thông qua các đai quanh ngực, ứng dụng phù hợp cho bệnh nhân cần vận động tập bước sau đột quỵ, chấn thương tủy sống. Tiếp theo là hệ thống robot tập dáng đi, model là MRG-P100 của hãng sản xuất Highwind Technology Corp của xuất xứ của Đài Loan. Với các tính năng ưu điểm như là tập đi bộ sớm không chỉ là giúp cho giảm bớt các biến chứng nằm liệt giường mà còn cho phép người tập lấy lại khả năng đi lại và thăng bằng. Nó giúp nâng cao khả năng vận động và chất lượng cuộc sống hàng ngày. Hỗ trợ 3 điểm tập đứng như là sàn chậu, bụng, đầu gối thường được sử dụng khi tập đứng và đi bộ trong tư thế thẳng và các vị trí hỗ trợ tăng trọng lượng. Người dùng thì không cảm thấy khó chịu hay là đau đớn như các đai cố định thông thường. Hệ thống giúp cho đào tạo chuyển động chuyên sâu và chính xác. Tái tập luyện co giãn thần kinh vận động hỗ trợ 3 điểm như là sàn chậu, bụng, đầu gối. Người dùng thì không cảm thấy khó chịu hay là đau đớn và hỗ trợ cho các bệnh nhân tập đi với cảm giác rất là chân thực. Nhiều bài tập đi bộ với cường độ cao và chính xác có phản hồi sinh học khi phát hiện cơ co cứng, được đánh giá là mang lại hiệu quả và lợi ích cho bệnh nhân và các bệnh viện. Và hiện tại thì công ty Hải Minh chúng em có đang phân phối một số cái dòng bán lẻ cũng như là phân phối cho gia đình, thì các bác sĩ nào quan tâm thì có thể là tham khảo với một số các giải pháp như là găng tay robot, thiết bị về điện trị liệu cầm tay và máy xoa bóp áp lực hơi. Và bài giới thiệu và một số giải pháp thiết bị vật lý trị liệu của em xin kết thúc tại đây. Và hy vọng các giải pháp này sẽ mang tới cho các anh chị là những thông tin rất là hữu ích. Kính chúc giảng viên của chúng ta có thật nhiều sức khỏe và có những cái bài báo cáo hấp dẫn hơn nữa. Chúc cho tất cả anh chị học viên công việc tốt. Hy vọng chúng ta có thể gặp lại trong các số chương trình học cùng chuyên gia số tiếp theo. Em xin chân thành cảm ơn ạ.